Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ST Kids TV. Tiếp tục series bong bóng nghệ thuật đơn giản. Và ngày hôm nay chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một cặp thiên nga cực kỳ dễ thương. Chúng ta bắt đầu. Để tạo được một con thiên nga đơn giản thì chúng ta cũng chỉ cần một quả bóng mà thôi. Ở đây chú hề ST sẽ tạo một cặp thiên nga, nên chú hề dùng hai quả bóng màu trắng các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta thổi quả bóng màu trắng này lên, chúng ta chừa lại khoảng 5 ngón tay. Các bạn nhé. Ở đây chúng ta tạo một cái khóa 2 ngón tay. Chúng ta đo từ trên đây xuống đến đây khoảng tầm 7 ngón tay. Chúng ta xoắn lại. Ở đây. Xoắn lại ở đây. Đoạn này chúng ta gấp đôi lại. Dùng ngón tay trỏ lượt qua và ngón cái. Chúng ta xoắn để chia đôi các bạn nhé. Các bạn để ý, bóp và xoắn. Xoắn như thế này. Tiếp theo chúng ta gấp lại và ngón cái chúng ta tì sát vào mép này, chúng ta xoắn. Bây giờ chúng ta sẽ bóp một vòng tròn này bóp lại, một vòng tròn này chúng ta mở rộng ra, chúng ta bẻ cong vòng tròn chúng ta bóp này, chúng ta bẻ cong, chúng ta nhét vào vòng tròn này. Để sau khi nhét và mặt trên, tiếp tục chúng ta tạo cái mỏ của con thiên nga bằng cách nào? Đây, chúng ta kéo đoạn dư này xuống này và chúng ta dùng tay để hở ra một khúc như thế này các bạn nhé. Cầm giữ cái đoạn này là và chúng ta bóp. Ta bóp. Bóp dứt khoát và mạnh để hơi chuyển lên đây. Rồi, chúng ta thả ra. Chúng ta được cái mỏ của thiên nga và chúng ta nhét vào. Chúng ta được một con thiên nga đơn giản rồi các bạn nhé. Chúng ta sẽ vẽ mắt cho thiên nga. Bây giờ chú hề sẽ làm con thiên nga thứ hai tương tự. Chúng ta có một cặp thiên nga, giờ chúng ta kết nối lại với nhau dùng hai khóa này các bạn nhé. Các bạn muốn phân biệt thiên nga đực và thiên nga cái thì chọn màu khác nhau các bạn nhé. Ở đây chú hề làm hai con một màu, các bạn tự hiểu nhé. Ok, chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ chú hề ST các bạn nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.